Vâng, xin chào anh chị. Hôm nay em sẽ đi phân tích lại phiên dịch hôm thứ sáu và em sẽ đi đánh giá thị trường tuần sau. Cuối cùng là em sẽ đi review một số cổ phiếu tiềm năng cho quý 4 cũng như là 2022, những cổ phiếu mà sẽ tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo. Bây giờ em sẽ đi xem lại phiên giao dịch hôm thứ sáu. Mình sẽ đi xem diễn biến hôm thứ sáu. Thì tác động tới index có những cổ phiếu trụ như Ga, Vinhome, Hòa Phát, GVG. Những cổ phiếu này làm index mất điểm nhiều nhất. Bên cạnh đó thì dòng ngân hàng như HD Bank, VB Bank, CTG, Techcombank, ACB, VIB. Dòng ngân hàng đang đỡ thị trường. Rồi bây giờ mình sẽ đi xem khối ngoại giao dịch. Khối ngoại thì bán ròng 3 phiên nè, bắt đầu từ ngày 17. Hôm thứ sáu là bán nhiều nhất. Giá trị bán ròng là 800 tỷ, 804 tỷ. Khối ngoại tập trung bán Hòa Phát và VB Bank. Hai thằng này cộng lại thì hơn 400 tỷ rồi. Hơn một nửa tổng giá trị bán ròng của khối ngoại rồi. Nhìn ra toàn thị trường thì vẫn bình thường. Chỉ tập trung bán Hòa Phát với VB Bank thôi. Còn tự doanh, khối ngoại bán ròng mà tự doanh mua ròng nè. Phiên thứ năm thì tự doanh bán ròng nhiều nha. Phiên thứ năm thì tự doanh bán hơn 800 tỷ. Chắc là mấy ông tự doanh này biết. Biết hôm thứ sáu sẽ chỉnh nè. Đó. Biết trước nè, bán xong rồi cái mua lại nè. Mọi người thấy không? Tập trung mua dòng ngân hàng. Đó, như vậy là mấy ông tự doanh này đỡ thị trường nè, mua dòng ngân hàng nè. Mà dòng ngân hàng thì đang đỡ thị trường. Cho thấy là trong nước vẫn giao dịch bình thường. Chưa có gì phải đáng lo ngại, cũng như là có sập thị trường hay không thì em cho rằng là chưa có sập nha mọi người. Nghe rõ ràng tự doanh đang đỡ thị trường nè. Trong nước mình quan tâm nhiều hơn khối ngoại. Khối ngoại nó bán hay mua gì kệ, người ta lướt sóng mà. Đó, khối ngoại bán mà tự doanh mua thì em thấy là ok, tích cực. Phiên thứ sáu thì VN-Index mất 17,48 điểm. Em cho rằng cái phiên thứ sáu này là phiên điều chỉnh cần thiết thôi. Mọi người xem đi. Hôm thứ sáu tính điều chỉnh về 1425 mà chưa tới nè. Tới đây rút chân rồi. Thì em cho rằng phiên này là phiên điều chỉnh cần thiết để anh chi, để vượt khỏi cái nền này nè. Mọi người thấy không, VN đang xây nền nè, từ giai đoạn này đến giai đoạn này đâu có chạy đâu, đúng không? Chưa chạy gì hết, chỉ là xây nền thôi. Như chỗ này nè, chỗ này cũng xây nền để chạy nè. Đó, lên đây cũng xây tiếp một cái nền. Phiên này coi như là phiên phiên rũ hàng mạnh nhất thôi. Và nhìn xu hướng của VN Index thì mọi người cũng thấy đây là một xu hướng uptrend nha. Vẫn đang là uptrend nên mình chưa có gì phải đáng lo lắng hết. Nhìn này, tổng thời gian giao dịch nè thì khoảng 2/3, đúng không? Đúng rồi, 2/3 thời gian là nến xanh đây. Đó. Vậy nên mình cứ bình thường thôi mọi người, đây là phiên điều chỉnh cần thiết thôi. Chưa có xấu, thị trường không, chưa có sập. Không có gì phải bán tháo bán vội hết trơn. Đóng nến trên đường MA20 nè. Đây, thấy không? Chỗ này nè, chạm MA20 cũng bật lên nè. Chỗ này hiện tại đóng đóng nến trên đường MA20 rồi. Thì sang tuần sau đầu tuần thì em nghĩ đầu phiên sẽ đỏ đó.
Em nghĩ đầu đầu phiên còn còn đỏ, còn tâm lý như nhà đầu tư F0 á, họ chưa nắm rõ thì họ bán theo tâm lý thôi. Đây mình nhìn đường MACD. MACD tạm thời là cắt xuống. Tuy nhiên, cái đoạn này nó cắt to hay nhỏ thì mình quan sát. Và em nghĩ cái đoạn này nó cắt nhỏ thôi. Tại vì phiên hôm thứ sáu đập mạnh như vậy mà rút chân phân nửa rồi. Đúng không? Tự doanh đang mua ròng mà. Thì em nghĩ đều điều chỉnh tới đây thôi. Xây cái nền nè. Target tiếp theo. Xây nền xong thì target tiếp theo sẽ là khoảng 1 năm 20. Tới đây là sẽ chạm đường giữa của kênh xu hướng. Đường này cũng coi như là cái đường kháng cự mạnh nè, thấy không? Đây nè. Đây đường kháng cự mạnh đây. Tới đây mình quan sát nè, tới đây mình có thể chốt lời nha mọi người. Đó. Tới đây là chốt cổ phiếu nè. Đường này là chỗ này là kháng cự mạnh nè. Cho nên cái đoạn này vẫn bình thường, mọi người đừng có lo lắng bán tháo cổ phiếu làm gì. Mình cứ giữ đi. Khi mà thị trường hồi á, cổ phiếu nào mà không hồi theo mình mới bán. Phiên thứ sáu thì em thấy bất động sản là bị đạp á, bất động sản là giảm nhiều nhất đó. Ngành nào tăng nóng thì lúc mà thị trường chỉnh thì ngành đó sẽ giảm mạnh thôi. Bất động sản mà thấy không, em nói rồi, chỉ cần thị trường chỉnh thôi là bất động sản sẽ sàn. Tăng nóng mà. Tuần sau thì biên độ nó vẫn là như đây thôi mọi người. 1437 nó biên độ nó chỉ trong cái hộp này thôi. Nếu mà có điều chỉnh thì cũng trong này thôi. Em cho rằng giai đoạn này giai đoạn Vini xây nền mà, nên mình đâu có gì phải lo lắng đâu. Đỏ hay xanh gì kệ, mình cứ cổ phiếu mình cứ nắm đi. Cổ phiếu khỏe thì cứ nắm, cổ phiếu yếu thì mình mới bán. Chưa có sập thì mình đâu cần phải bán vội, đúng không? Rồi bây giờ em sẽ đi review cổ phiếu tiềm năng. Đây em đánh giá là tuần sau sẽ là dòng điện, nhưng điện năng lượng tái tạo nha. Tại sao tí nữa em cho mọi người xem. Năng lượng tái tạo với mình xem một số cổ phiếu dòng ngân hàng nữa. Tại vì ngân hàng được tự doanh mua ròng mà. Tự doanh mua nhiều mà. Điện với đầu tư công, vật liệu xây dựng cũng như xi măng. Đây, tí nữa em sẽ review mỗi dòng hai ba cổ phiếu. Trước hết là em sẽ đi review cổ phiếu dòng điện năng lượng tái tạo, điện gió. Trước hết là cổ phiếu. Em sẽ cho mọi người xem vì sao mà em review cổ phiếu điện nha. Mọi người xem nè, phiên thứ sáu. Đây cổ phiếu TTA, đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành. Đó mọi người thấy không? Thấy có gì đặc biệt không? Phiên thứ sáu, Veni rơi điểm mạnh. Cổ phiếu này đang 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 trên con đường đi về mệnh giá lúc lên sàn nè mọi người. Lúc lên sàn là 22, 228. Nó mọi người thấy không? Cổ phiếu này rất là tiềm năng cho quý 4 và 2022 nha. Em có một cách để giao dịch cổ phiếu em muốn chia sẻ cho mọi người ở trên này luôn nè. Là mình sẽ tìm ra
một dòng nào đó tiềm năng tăng trưởng, nó sẽ tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo. Xong rồi mọi người tìm ra cổ phiếu của dòng đó. Tiếp theo đó là mọi người sẽ vẽ cho em mấy cái hộp. Đây, nó như vậy. Mình đã biết là nó sẽ tăng trưởng trong giai đoạn tương lai rồi, thì mình chỉ cần xác định những chiếc hộp trên con đường nó đi thôi. Như đây nè. Đây là một chiếc hộp nè. Đó, một chiếc hộp xong nó sẽ đi lên. Và nó sẽ xây tiếp một chiếc hộp nữa. Và phiên thứ sáu này, cổ phiếu TTA này nó đã phá chiếc hộp nè. Vậy nên cái điểm mua của cổ phiếu này sẽ là tại đây. Phiên thứ sáu mà mọi người thấy cổ phiếu TTA này nè, nhúng đỏ thôi. Chỉ cần nhúng đỏ thôi là mọi người mua mua được 19. Đây, chiếc hộp của nó là 19.2, 19.3. Nó thằng này rất tiềm năng nha mọi người. Điện gió có luôn điện mặt trời nữa nè. Mọi người xem phiên thứ sáu nổ vôn nè, thấy không? Đó, dòng tiền bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu này nè. Dòng tiền lớn nè. Và nếu như có thể thì cổ phiếu này nó sẽ hình thành mô hình cốc tay cầm. Ai mà quan tâm cổ phiếu này, để cho em chỗ này. Nếu mà nó muốn hình thành cốc tay cầm nha, thì tạm thời mình khoan mua cũng được. Mình sẽ đợi nó hình thành cái tay cầm đi. Em nghĩ là đây. Đây. Đây, điểm mua đẹp nhất của nó là 18X. Thì lúc đó nó sẽ hình thành luôn cái tay cầm. Đó. Mọi người chú ý cho em cổ phiếu này nha. Và tương lai của nó thì em... Tương lai của nó, để em xem. Target của nó là khoảng 24. Còn hấp dẫn đó mọi người, đúng không? Ai quan tâm thì lưu lại, ghi nhớ lại. Đó. Tiếp theo là cổ phiếu TV2. Đó, TV2 cũng vậy nè. Xem chạc nó khỏe không mọi người, chạc tăng trưởng nè. Trước đó là nó xây một cái nền nè, thấy không? Xong cái nó breakout nó xây nền tiếp, rồi nó breakout giờ nó xây nền tiếp nè. Điểm mua đẹp luôn nè mọi người, đúng không? Điểm mua tuyệt vời luôn. 65. Con này mua liền được luôn. Đây nè, giai đoạn trước nè. Mọi người xem cái giai đoạn đầu nè. Đây là giai đoạn tích lũy thôi. Đi ngang. Và bây giờ dòng tiền là bắt đầu quan tâm nè. Con này là cho điểm mua luôn nha mọi người, 65. Tiếp theo là LCG. LCG đây. Đó. Mọi người thấy giống em nói không? Khi mà mình đã nhận diện được một cổ phiếu tiềm năng rồi, thì nó sẽ đi theo
Con đường là nó sẽ xây những chiếc hộp đó, đây một chiếc hộp nè, rồi nó bị rít ao xong nó lại xây thêm một chiếc hộp. Giai đoạn này vẫn là giai đoạn tích lũy của nó nè, đi ngang nè đó. Và bây giờ dòng tiền bắt đầu tham gia nè đó, bởi vì em mới nói mọi người tại sao là quý 4 và năm 2022 thì cổ phiếu điện năng lượng mặt trời, ổ điện năng lượng tái tạo sẽ rất tiềm năng nè, dòng tiền bắt đầu tham gia nè, bắt đầu quan tâm nè, thấy không? Đó, bây giờ mình chỉ cần xác định được những chiếc hộp trên những cổ phiếu này rồi mình sẽ đặt điểm mua tại đây là hợp lý nè. Nó tuy nhiên nó đã xây được một khoảng thời gian rồi, đúng không? Nhiều phiên rồi, hơn một tuần rồi, thì nó sẽ không về được tới dưới đáy này nữa đâu. Em nghĩ đây là cái điểm mua thích hợp luôn rồi. Nó nếu mà để yên tâm á, thì mọi người mua ở đây 50% thôi. Mua tại đây 50%, đây cũng ngay nền rồi. Và chờ nó bị đứt ao khỏi cái hộp này, mình sẽ mua tiếp. Mua đủ. Tiếp theo đó là cổ phiếu Hà Đô. Đây. Hà Đô nè. Hà Đô đang đang xây nền nè, thấy không mọi người? Nè cũng xây chiếc hộp nè. Em cho mọi người xem đây nè, đây cũng là một chiếc hộp nè. Thấy chưa? Nó vừa rít ao khỏi chiếc hộp này là cho mình điểm mua mới, và hiện tại mình mua lấy vị thế cũng được nè. Quên thấp rồi. Đúng không? Tiếp theo là em sẽ review dòng mà xi măng, vật liệu xây dựng xi măng nha. Em quan tâm xi măng với cát đá. Trước tiên là em xem cổ phiếu xi măng là Hà Tiên 1. Đó, Hà Tiên 1 cho điểm mua đẹp luôn. Không có gì phải bàn cãi nữa, đây là điểm mua của Hà Tiên 1 rồi. Hà Tiên 1 phiên thứ 6 là giảm sàn. Giảm sàn em có kêu mọi người là bắt sàn Hà Tiên 1 đi đó. Cổ phiếu tiềm năng mà sàn thì sợ gì? Đúng không? Nè. Như đây nè, nó đang xây một cái nền nè, thấy không? Và phiên break out đây, cây break out của nó vô lớn luôn nè. Đây phiên break out nè. Và bây giờ nó quay lại nó test thôi. Nó test thì vol thấp mà. Phiên thứ 6 mình đâu có nhìn rõ được đâu, tại vì phiên thứ 6 là phiên thị trường bán theo FOMO mà, tâm lý mà. Và bây giờ nó lại trở về nền này thì mình mua thôi, mua tuyệt vời luôn. Tiếp theo là BCC. Đây BCC rút chân dài nè. Bóng nến dài hơn thân nến. Đó, điểm mua luôn. Tiếp theo là CTI. CTI là cổ phiếu đá nha mọi người. Nè. Khi mà mình xác định được cổ phiếu tiềm năng rồi, mình chỉ cần vẽ những chiếc hộp lên nó thôi. Thấy không? Đẹp không mọi người? Bây giờ
nó thoát khỏi chiếc hộp rồi nè, một cái chân dài luôn, chân dài hơn hoa hậu luôn. Mua được, cổ phiếu này mua được luôn. Target tiếp theo của nó là 25. Tiếp theo là KSB. KSB thì nó dòng tiền tham gia cũng nhiều nè, từ giai đoạn này nè. Đây giai đoạn này tới đây. Dòng tiền tham gia, nhưng mà cổ phiếu này rồi, mua được rồi. Chỗ này mua là đẹp rồi nè, 39. 39 target của nó thì tạm thời ở trên đỉnh này đi, 43 đi. Vượt đỉnh thì tính tiếp. Tiếp theo là em sẽ đi xem cổ phiếu ngân hàng, xem tự doanh mua ngân hàng để xem tiền vào nhiều chưa. ACB. ACB vẫn đang tích lũy thôi. Ngân hàng em vẫn khuyến nghị là nên theo dõi, mua một con thôi, mua một con thăm dò thôi, chờ dòng tiền vào nhiều hẳn đi rồi mình hãy mua nhiều. Như ACB này vẫn đang tích lũy nè, vẫn đang xây nền nè, em thấy BB Bank thì tăng tốt. Đây như BB Bank là nó tăng tốt rồi nè. Target 25, 28. Con này dòng tiền vào nè. Con này mua được. Ngân hàng thì mọi người mua ít thôi, mua một con thôi. Con nào đẹp thì mua con đó. OCB cũng vậy nè. OCB hỗ trợ nó đây, OCB đang vùng hỗ trợ nè. Nó nếu mà mua em nghĩ mua mấy con này an toàn hơn. Đây. Chuẩn bị tăng đó mọi người. OCB chuẩn bị lên đỉnh cũ 29. Em nghĩ mua OCB để an toàn hơn. TB Bank thì khỏe. Nó vẫn đang đi ngang thôi. Vol thấp rồi nha. Mọi người để ý nè, T-Bank nó tích lũy vol thấp rồi nè. Chuẩn bị break á. Chuẩn bị break out á. TB Bank mua cũng được. Mọi người chọn một con ngân hàng mua thăm dò không nên mua nhiều. Em khăn tiếng rồi mọi người ơi. Thôi em xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người xem đi, rồi theo dõi đi. Nếu mà thấy video của em hay á, mọi người đăng ký kênh, xong rồi share giúp em nha mọi người. Hôm nay em lâu rồi em mới làm lại cái phân tích thị trường. Nay em trong người em cũng không khỏe lắm, em đang bị khan tiếng á. Để lần sau đây em sẽ làm giọng hay hơn. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người tuần sau giao dịch thành công.